Cực sốc, cô gái lấy trộm quỹ đen của chồng mua một cái máy vô tri và cái kết. Mấy bà nghĩ em mới nấu sữa hạt đa năng này chỉ có thể nấu sữa hạt là dở lắm rồi đó nha. Em này có thể cân tất 7749 món đó nha. Bản điều khiển tiếng Việt, cảm ứng dễ dàng, thao tác phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng. Làm món quà tặng cha mẹ lô tét cũng có thể dễ dàng sử dụng. Buổi sáng mà lười lười thì làm sữa hạt uống cũng đủ chất dinh dưỡng rồi. Các loại hạt còn chứa nhiều calo, giúp no lâu mà không gây mất nước hay ủi oải nha. Nếu món gà hầm thuốc bắc theo cách truyền thống mất quá nhiều thời gian hầm nấu, thì giờ đây với em máy làm sữa hạt, chị em nội trợ có thể nấu cả một nồi canh gà dễ dàng. Với một con gà 1 kg, rau củ và nấm cho tất cả vào nồi, chọn chế độ hầm và chờ đợi thành phẩm thôi. Buổi trưa nhẹ nhàng, nhanh gọn mà còn được ăn ngon, tẩm bổ cho cả nhà thì còn gì bằng. Với các mẹ đang có con nhỏ, đang vật lộn với cuộc chiến ăn dặm của bé thì không thể nào bỏ qua được với chế độ nấu cháo mịn, cháo hạt phù hợp cho bé ở nhiều giai đoạn ăn dặm đến ăn thua. Buổi sáng chiều nhẹ nhàng thì mình làm một chén chè xăm bổ lượng. Nếu vẫn còn ái ngại món chè mất quá nhiều thời gian để ngâm, rửa từng nguyên liệu thì để em máy làm sữa hạt Magic ra tay nấu nhanh gọn hơn bao giờ hết. Cho tất cả vào cối, chọn chế độ hầm và chờ đợi thành phẩm. Làm sinh tố trái cây mát lạnh cực kỳ dễ dàng luôn. Xay đá nhuyễn mịn ngon ơ luôn nè mấy bà. Không còn tốn nhiều thời gian vệ sinh như trước. Thao tác vệ sinh chỉ với một nút bấm. Lửa dao kép 6D cùng công suất mạnh mẽ 800W cho khả năng xay nhuyễn mịn gấp 2 lần so với các loại dao 2 lưỡi hoặc 4 lưỡi. Chất liệu thủy tinh cao cấp, dày dặn và cứng cáp giúp máy hoạt động chịu lực tốt. Dung tích lớn đến 1,75 lít, phù hợp xay nấu cho cả gia đình. Nắp đậy làm bằng chất liệu silicon, kết hợp khóa an toàn, chống tràn hiệu quả. Wow, một chiếc máy nấu sữa hạt đa năng như thế này nấu được cho cả gia đình, cả ngày luôn. Sẵn này chị em ơi.